Tình hình dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 21 tháng 6, 63 ca nhiễm mới, gồm 24 ca liên quan đến điểm truyền giáo. Trong 63 ca nhiễm COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh trưa nay, có 24 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Trưa ngày 21 tháng 6, Bộ Y tế công bố thành phố Hồ Chí Minh có 63 ca nhiễm COVID-19 mới, trong khi đó cả nước có 90 ca nhiễm. 63 ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh là các bệnh nhân 13.282 đến 13.285, bệnh nhân từ 13.290 đến 13.348, bao gồm 38 ca là các trường hợp F1, 24 ca liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 ca liên quan đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay ngày 21 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 33 ca nhiễm mới. Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, theo HCDC, tổng số hiện đang thực hiện cách ly là 36.564 người, trong đó 11.631 người đang cách ly tập trung, 24.933 trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú. Từ 26 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 711.762 mẫu xét nghiệm COVID-19.